hài dọn những dạng vật chất bất động và không có khả năng chạy nhảy di chuyển cắn mình, đúng không? Không chịu đâu. Dọn những dạng vật chất con vịt này, nó biết chạy, nó biết kháng cự, cực lắm. Nhìn đi, cả trăm con chung hết. Trong khi phân bò chỉ có vài đống là cùng, nhưng nó không chống cự mình. Có một tí cũng có nhầm nhò gì. Anh ơi, làm sao để anh lùa cho nó vô cái tấm bạc bên kia đi lên đi Thành. Thành ơi, anh Thành ơi, anh nhảy xuống nước anh lùa nhanh hơn á. Ơi, phải giúp đỡ nữa. Nhanh lên ơi, nhảy xuống nước anh nhanh hơn. Ờ trời trời, từ từ. Vịt ơi, em đi vô đi vịt, chị thương em. Vô. Lên bờ, đã lan, đẩy vô lan. Đây lên, lên. Tới rồi. Đuổi xuống hả? Trời ơi, cũng được đáp, nhìn mát quá. Trời ơi. Trời ơi. Đi luôn hả? Ủa là giờ anh em mình cô đơn lẻ loi vậy hả? Hồi nãy nghe không anh? Là ở đây có đậu cụ gì đó. Dạ. Thì chúng ta chia nhau nhận đậu cụ. Hai cái đèn cây này là để buổi tối mình không có đèn mình hấp nè. Còn cái này là mình thử quạt nè mọi người. Rồi lửa đi. Trời ơi có cân nữa kìa. À giống cây lùa vịt quá à. Chúng ta có một tin. Trời ơi. Không biết đây là hung tin là niềm vui đây. Hai đội hãy tìm đến ngôi nhà của cô Hai Đơn, dọn chuồng bò và cắt cỏ cho bò ăn. Chú Sáu Phước lùa vịt trong 30 phút phải dọn sạch chuồng bò và lùa đàn vịt, nhưng phải tìm cách bảo vệ cột đá không làm cây nến bị tắt. Yêu cầu nhiệm vụ một thành viên của một đội phải luôn ngồi trên chiếc xe rùa để thực hiện bảo vệ đá và không làm cây nến tắt. Đội thắng sẽ được chiêu đãi một món đặc sản trong bữa tối, lại là ăn à. Tụi em là đội ma mới thì bây giờ cho tụi em chọn trước luôn á. Lùi vịt đó. Nhưng anh Thành rồi chọn chuồng bò kìa. Chữ số người ta đã số thôi. 4-2. 4-9. Vậy là cùng này sẽ tan chậm hơn đúng không? Không biết nữa, theo quá trình di chuyển thôi. Trời ơi, cái này cảm giác nhiều bị em thảy một cái là cắm thù luôn. Tốt, yên tâm yên tâm. Ôi, kiểu lửa nha. Đây nha. Ôi à, khổ quá vậy. Ê, bây. Ôi, lửa. Tắt hả? Chưa, còn. Cái cục đá này mà để khơi khơi về là hồi nó tan lẹ lắm. Mình sẽ tìm lát nữa mình tìm cái bịch gì đó mình bỏ vô đỡ tan hả? À, cái này cái bắp. Không, cái này cái gì để cho bò ăn á. Không, ở dưới. Ờ. Để bò ăn. Cỏ, cỏ chiên để dành cho bò ăn. Phải không? Bây giờ mới hiểu được cái từ giữ lửa nó khó như thế nào. Giữ lửa gia đình ta khó, giữ lửa mà đi giữa trời gió. Ở đây còn khó hơn. Giữ lửa mà đang gió nữa chứ. Đúng rồi. Đó. Giông gió. Rồi bây giờ gió quá trời, ngọn lửa vẫn bập bùng, vẫn bập bùng. Trời ơi, đang chờ không biết sắp đèn cài nó có dịu cho tay không. Anh ơi, cố đó. Em cũng nhẹ mà, em không có nặng đâu. Anh cứ tưởng tượng em là bong bóng. Cố lên anh ơi, sắp tới mấy con vịt rồi. Ây trời ơi, hết nổi rồi. Hết nổi rồi. Đúng là một chơi game show thực tế, ăn uống hết lại mới đó. Ê, cái chủng, cái chủng, ê, nghe cái chủng. Ê, ê, ừ, tờ, tờ. Con tủ đỡ quá. Bên kia là nó xin dính luôn á. Thành là đẩy là muốn xỉu luôn á. Cái lùa vịt đó coi vậy mà khó. Mình không có chủ động. Lòng và dài em cứ... Mình ngồi thôi mà đừng có nhún nha. Dạ. Anh ơi đừng xuống dốc nha anh. Rồi xuống dốc là em cười luôn á. Cái dốc kìa.
Anh ơi, chỗ này là đi xuống được chưa? Rồi, được rồi đó. Được rồi ha. Đây là nhà của chú Sáu Phước. Bây giờ mình sẽ vô mình gặp chủ nhà để mình xin lùi dịch. Dạ, chào chị. Dạ, chào chị. Lùi dịch thì bây giờ... Chị chỉ em cái mẹo đi, là lấy mấy cái cây quét thôi hả chị? Đúng rồi, tại vì nó dịch rẻ nó khôn lắm. Chị cho em một cái chỗ em xin cây đèn cài cho nó luôn luôn trái. Cái nước dịch trong này là không gió thôi, chứ trong nhà tôi nhớ không gặp. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Mọi người ơi, chuẩn bị dọn chuồng bò là dọn cái đống này nè mọi người. Hello, xin chào bạn bò. Bò cắn không cô? Bò này hiền. Phúc Vy. Một mùi thơm miếng rượu. Trời kêu. Trời ơi, mình dọn cho bạn mà bạn chửi mình đó bạn. Chưa bao giờ. Em nhét gừng con bò đến vậy luôn. Lông đẹp ghê. Dữ thịt. Thôi, vô đây cho ăn đủ rồi. Thôi mà, quen mà, người nhà mà nha. Ừ. Giỏi. Ăn đi. Nè, cho nó ăn đi. Kìa, đó, dịch nó đang trên đây, mình lụa đây nè. Ra làm việc đi, chị, mình nhà mình có nước ngọt với lại ghế ngồi không chị? Phải lùi cho nó đi lên hết đó nha, lên cái tấm bạc rồi nó mới tự vô. Định lùi về hàng xóm qua đây giùm chị luôn á. Đúng rồi. Nó đi rồi chị ơi, đi về chuồng á. Dọn phân với lại lùi dịch nha, Thành nó thiệt nha. Mình thà dọn những dạng vật chất bất động và không có khả năng chạy nhảy di chuyển cắn mình, đúng không? Không chịu đâu. Dọn những dạng vật chất con dịch này nó biết chạy, nó biết kháng cự, cực lắm. Nhìn đi, cả trăm con chung hết. Chung với phân bò chỉ có vài đống là cùng, nhưng nó không chống cự mình. Có một tí cũng có nhầm nhò gì. Nữa. Nhanh lên ơi, nhảy xuống nước nhanh hơn. Ờ trời trời. Mày đi vô coi. Đừng có la nói, từ từ. Dịch ơi, em đi vô đi dịch, chị thương em. Vô. Lên bờ, đã lan, đẩy vô lan. Bài lên. Lên bờ, lên bờ. Gọi là cái gì đẳng cấp đó mấy đứa. Đẳng cấp nha mọi người nè. Tụi em đã lùi dịch tới phía nghiên cứu. Phải biết con dịch nó rất là sợ cái ống nước trắng, đúng không? Bởi vậy là không có anh Thành là hả, tụi em không làm được gì hết trơn. Bên kia chưa chắc đã có nước. Trời ơi, bây giờ chắc còn đang bốc phân bò. Vẫn còn đang dọn bể. Mày sướng lắm á nha. Mày sướng lắm á nha bò. Hôm nay mày được anh Hứa mình đạt nè. Được anh Tú nè. Được Cao nè. Dọn chuồng bò cho mày đó. Mày. Anh mới phát hiện cái bàn chải nữa nè. Không. Tú đạt đi anh quét cho con. Sạch sẽ đàng hoàng. Ngon lành. Yeah. Rồi.
4,4 kg hả? Tụi bay không biết con ký thiệt hả con gái gì đâu mình dở quá vậy. 4,2 kg à? Còn gần hơn 3,5 kg. 3,6 kg thiếu 2 lạng. 4,2 kg còn 3,6 kg là 6 lạng. Ủa sao tụi em còn có 3 kg mấy vậy? Về 3,6 kg. Nãy nhiêu? Nãy 4,2 kg. 4,2 kg, 3,6 kg, 6 lạng. Mình bỏ bịch nước ra. Dạ cô ơi, cô cho con xin gửi cục đá trong cái ngăn tủ lạnh được không cô? Cục đá nước cá ở trong ngăn hàng đầu được không cô? Quay dính tư luôn hả? Dạ. Dạ tên nha, mình phải xin mà cô. Giờ con về con xin con bỏ ngăn đông nha con. Dạ giờ con bỏ nó con xin. Chiên đang về kìa. Ê, từ từ coi chừng rơm nó cháy quá nha. Dậm lên lắm. Ê da, da, chết. Cô có tay mà sao? Giống nướng xúc xích mà. Cái tay này thiệt. Thôi, cái đội mình mới vô mà đội này chiêu chào quá, có thủ đoạn quá. Đã mình thắng. Cảm giác bữa nay tôi vô Dũng á, tôi chơi Dũng luôn á trời. Trong thời gian 30 phút, hai đội hãy đi xin ở nhờ nhà người dân ở đây. Đội nào xin được và được chủ nhà đồng ý cho ngủ lại, đội nào hoàn thành được ngủ trong nhà, đội nào còn lại sẽ phải dựng lều ngủ ngoài sân của nhà đó. Sao nào? Sao? Bắt đầu chưa? Được. 1, 2. Đi luôn, đi đây coi nhà. Đi luôn. Em đi, em đi đâu em cho anh, cho em chọn trước á. Em đi nhà này nè. Rồi em đi đi. Lên chở tới đây. Chạy trước, chạy trước. À, chạy đi, 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 đi. Tới nhà của dì hai. Dì hai đơn. Anh chỉ cho, anh chỉ cho. Đi từ từ, từ từ, từ từ. Con ơi, mẹ đâu? Mẹ. Giống như Thành suy nghĩ thì chỗ này chắc chắn là chị sẽ cho ở. Tại vì hồi nãy thấy chị chủ nhà ở đây cũng thiện cảm, dễ thương lắm. Dạ, con chào cô chú. Dạ, con đến từ biệt đội xã Xì Chét á cô chú. Thì, dạ, thì hôm nay con có cái nhiệm vụ là con xin ngủ nhờ một đêm á. Thì có đội của con là có 3 người. Thì con không biết là bên... Dạ, con xin cô chú cho con ở lại một đêm được không ạ? Không thôi là tụi con bị ra căn lều ngủ hơn trước á cô chú. Ghê. Ở đây là chỗ cậu ngủ trước này rộng lắm, mà có cái trong nhà không có phòng để riêng cho mấy đứa ngủ được không? Dạ. Ờ, có ngủ trong nhà được rồi cô. Dạ. Cái tối mình ngủ hai đứa là ai được không? Mà phát cái rào lại mà ngủ trong nhà nhưng ngủ một lát trước được không? Dạ, này ngủ được không? Dạ, ở ngoài đây khu vực này là đông cũng 10 người. Em thì có ngủ đó. Dạ. Thằng nằm nghỉ. Có ngủ thoải mái luôn nhưng mà mẹ tối đóng rào thì mình ngủ trong đây là được không? Dạ. Dạ được, ở trong nhà là được hả cô? Dạ. Coi này nó cũng rạnh lắm, nó cũng sợ vậy. Dạ. Dạ vậy cô chú cho tụi con ngủ lại hả cô chú? Dạ ba người, có hai người con gái, 1 người con trai. Dạ dạ, con cảm ơn cô nha. Được rồi. Được rồi nè. Trời, được rồi nè. Đây cho ngủ nè. Đây cho ngủ nè. Bây giờ con quay về trễ quá, tối nay con tá túc ở nhà cô chú được không? Ba con. Ba con sẽ trải chiếu ở đây, ba con tá túc nhà cô chú được không? Được đúng không? Gọi cho ai đây ta? Mình đã tìm được nhà rồi. Cảm ơn cô chú nhiều, để con gọi điện thoại báo. Alo, Tiên hả? Anh xin được rồi nha. Báo với lại mọi người là mình tối nay mình ở nhà của cô hai đơn nha.
Em xin được, em xin được luôn rồi. Nhưng mà mấy bé kia còn xin chút mình nữa. Chút bạn nào? Chút nào? Xin đây luôn hả? Dạ, cô ngủ. Cô nói là cô là cái thằng nhà ngủ ở trên mấy cái bàn đi. Ủa là họ quyết định là không cho mình ngủ luôn hả Tiên? Sao em cản địa gì kỳ vậy? Chết thiệt. Em nhường bé Tri vô đây xin luôn. Rồi thì tối nay mình ngủ dưới đất. Dạ, anh có bạn mình, da nè. Mình vẫn được cho ngủ mà. Ngủ như ngoài lều ngoài đường ba ơi. Mũi cắn. Bệnh. Thảo nó lên ra. Nhiệm vụ mới. Có 10 món đồ con vật trong chiếc thùng bí mật. Mỗi lượt mỗi đội cử một người tham gia dùng tay đoán vật trong thùng là gì. Nói nghe nè, hai đứa con gái thi giùm anh phần này được không? Bây giờ anh có một cái dao kèo thế này, phần thi này có thể anh thua nhưng trong vòng nhà ngủ được. Đi đi, ngủ trong nhà vẫn sướng hơn. Rồi thi. Không có vậy thì mình có lợi thế cho mình đúng không? Có lợi thế cho mình, anh thách đấu với La Thành. Anh với em chơi trước. Rồi được không? Dạ em đều cho anh nha. Lành quá à, hai mươi. Rồi. Rồi, xin chào. Tay Thành đâu Thành? Trời ơi. Tay, tay em đây Thành. Tay ủa em sao chị ơi? Anh để cho em mò mò à, vô lượt đây. Khủng khiếp lắm. Anh La Thành được Thành. Cái gì vậy? Thưa anh Đạt không được anh Giang. Ôi được, được. 1, 2, 3. Không, 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 cái gì vậy? Để nhanh lên anh Thành. Em chỉ đưa vô đây thôi nè. Rồi, rồi, rồi. Rồi, sống không vậy? Nhanh lên anh Thành. Đi, đi, đi. Nhanh lên anh Thành. Con gà. Trời ơi. Anh có thấy là vì anh nhát mà anh bị chậm hơn ta không? Bập vô cái tao biết liền. Chỉ là từ nãy giờ rồi. Ủa vậy thôi đừng có la gì ghê quá, gì ghê quá. Ai la ghê quá đâu. Chỉ anh vô mà. Liệm mồ hôi. Bị tâm lý. Ví dụ mà thấy vậy chỉ cần nói anh Thành ơi bình thường. Là anh là đút tay vô rồi, ghê quá gì. Cái này mới thấy ghê nè. Em hên lắm nha Thành. Không em bình thường, bình thường. Em được bình thường, bình thường. Cái tay em đâu, tay em. Rồi, vô. Bình thường. 3, 2, 1. Dốc. Nhanh lên, được. Đâu vậy? Cào. Em cầm cho kỹ. Em làm cầm cho kỹ. Thôi, nhanh lên. Đáng đi. Con. Không nào. Được chơi. Không phải con lươn. Khổ quá. Ở nè. Ôi, con trời sợ dính cao nhất luôn. Đâu? Trời ơi, cái tay. Trời ơi, còn két nữa. Ở phần thi này, Tú lại đoán trước. Rồi, chuẩn bị nha. Lan ơi, tay em đâu? Đây. Rồi, 1, 2, 3, vô. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Cái này chơi bước, là bước. Thôi thua 3-0 đi cho đẹp. Số đẹp hơn, 2-1 nghe thất lắm. Dạng thua trắng đi. 3-0 luôn. Trời ơi, mừng quá, cuối cùng tôi cũng thắng được một vòng rồi. Từ sáng tới giờ. Bây giờ tới anh Đạt lại. Anh à. Chà, theo cái dòng luân hồi như thế này á, là đồ vật, động vật. Rồi bây giờ là mình phải bóc con động vật. Anh không biết. Rồi, mình bắt anh ơi, chuẩn bị. Cái gì vậy? Có thể là con sáo. Đổi cái gì đến đầu tùm lum tùm la vậy? Rồi, lượt tiếp theo. Đổi cái gì mà nước không vậy? Đổi hả? Trời ơi. À. Để là trời à. Cái gì?
em đâu rồi? Thôi anh, từ từ đi, khoan. Anh Đạt, cho chú ơi. Tên em không? Rồi. Tên em không? Anh đoán nha, anh đoán mạnh dạn đoán nha. Cái bàn. Rồi chưa? Cái gì? Ê! Em đừng có làm cái tâm lý. Ông này anh sợ nhất luôn á Thành. Nhưng mà cái vấn đề anh bỏ qua nỗi sợ. Đoán thật nhanh. Từ từ. Em nói anh bỏ qua nỗi sợ đoán thật nhanh anh Thành. Đội mình không có điện. Khoan. Quên rồi Thành. Anh Đạt đâu, anh Đạt vô chưa? Vô nhanh lên. Vô trễ là không kịp anh Thành. Cái gì? Vô trễ là không kịp. 3, 2, 1, chưa? Đây. Nhảy kìa. Bây giờ nhanh lên anh Thành. Quên. 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 Con hết ra. Em thấy nó nhảy mà. Em thấy nào, em nghe hả? Ý là nãy nó nhảy nó búng vô tay em nè. Trời ơi. Cắn em luôn nè. Không, em giật ra. Anh. Ủa? Anh giật ra. Nó cắn tôi nè. Em sợ con này thiệt hả? Anh Thành sợ nhất là rắn với ếch luôn á. Anh Thành, anh bịt mắt là anh đã sợ rồi. Em có ăn không? Có ăn. Đó, mình bớt la lại đi em. Chữ la nó không có cái điểm nào hết. Làm ơn đi, anh vượt qua nỗi sợ rồi đó. Anh Thành đã vượt qua nỗi sợ, em thấy chưa? Chơi nhắc tuồn, với Lan nhắc tuồn, con anh sợ nhất. Ủa, từ nãy giờ anh dán con keo qua nhiều luôn á anh Thành. Ủa, là chơi chiều thực tế là tay chân vậy hả? Em bự bự đúng rồi. Em đồng đội anh nhưng mà thiệt nhìn thấy cảnh này em mất rồi. Ôi đã có gia đình rồi, đừng có để người ta lo lắng cho tôi là đây nè. Đau sao nè, ai đau. Ôi, em bị bệnh loãng xương không biết có bị bệnh loãng máu nè. Anh lo quá trời. Rồi còn chơi gì nữa không? Rồi. Tới ai nè? Tú, em. Không gì phải sợ hết. Tất cả con vật ở đây, các anh chị ở đây đã một là bẻ răng, hai là lấy hết nọc. Chị chơi với bạn chị cho. Không được chị, em chơi trước mà. Em là phải chơi với anh Tuyên, dạng như hai người nặng ký như nhau mới dám chơi chung. Nhưng mà cái bộ tay của anh Tuyên nhanh hơn em. Không, Tú cũng dạng ghê gớm nha, chứ không phải dạng thường đâu. Cái bàn tay của Tú là cái gì cũng dám bốc phốt hết á. Được chưa? Rồi Tú, treo lại kìa. Rồi. Đó, con này là mệt lắm đó nha. Chị đón đi luôn. Con này con gì vậy? Rồi, tay đó. Em tay nào, không sao đâu. Để cho bé gì chứ kìa. Phải đâu, nó la nữa bây giờ đó. Không sao đâu, không sao, bình tĩnh. Coi chừng chảy máu nha. Coi chừng. Không sao. Con này nó hiền, nó lành. Con này nó lành và nó rất. Em không chịu. Con này lành tính lắm. Anh đưa chị ha. Chị thấy rồi em. Đó, Tú vô kìa, vô đi. Em vô đi, nhanh lên. Vô kìa. Trời ơi. Em khổ rồi nỗi sợ. Nó mạnh dạn thôi, thả vô. Đụng và đón em. Rồi, vô. Khổ qua nỗi sợ bé. Bây giờ là la là không có điểm, nhanh lên. Ai cứu cái dài, nó chọc tụi kia quay đó. Anh đừng có đụng vô luôn, để cho bé tự vô đi. Không anh vô. Cũng chọc vô cái lỗ của nó luôn, thấy hả? Trời ơi, kìa đó. Cảm ơn bạn, nó vô đó. Bạn tháo tay, rồi vô, tay Tú mà. Nắm tay vô, đó rồi. Rồi anh danh gia đình đi. Nhét cái lỗ rồi. Rồi anh danh gia đình. Hòa hợp đấy, hai đứa hòa hợp đi. Rồi nè, làm nhau nè. Đó. Không phải đẩy hết nha. Hả? Con gì? Em phải xè tay ra. Em xè tay ra. Anh ra. Anh ơi. Anh lên. Bắn cái tay ra. Con gì? Cố lên đi, làm nè. Trời ơi, trời. Anh tuyên chọc quá. Rồi, thằng này. Đúng. Giúp cái bánh dùm cái đưa nó. Rồi, bánh đưa nè Tú. Đưa qua bên trái. Không phải luôn. Cố em. Thả xuống, thả xuống. Cố em. Thả xuống, thả xuống. Cố em. Con ba ba. Cua đồng em cua đồng em cua đồng cua đồng cua
đồng. Của đồng đã được, bẻ càng còn càng là ngon rồi. Trời ơi, sao mà gánh nặng dữ vậy trời. Cái con cua này nấu cua ngon lắm á. Riêu cua đó. Con này nó múp à. Sao kỳ vậy anh chị, em nhớ đồ vật mà. Rồi, rồi, tiếp tục. Tiếp tiếp. Trời ơi, đồng đội tôi toàn la không. Trời ơi, mấy đứa ơi, có một mình nó mang về điểm số thôi luôn á. Mà là người nhát nhất á. Nãy nặng ký rồi, bên đội đây là lấy lại danh dự rồi. Rồi, cái gì càng càng căng vậy? Tại vô tư thế chuẩn bị chưa? Má ơi. Được chưa? Chưa. Nhanh lan, nhanh lan, nhanh lan. Nặng ký mà. Nhanh lan. Nhanh lan, nhanh lan. Rồi, phân bộ. Nhanh lan. Cảm nhận đi lan. Trái, trái thanh long. Ủa, diễn viên sao không biết chụp cứu hộ? Một rồi sao mà cỡ chương trình gì mà phong đội hình kỳ vậy trời. Ủa anh đến cái phần cầu chuyện đó. Thành từ sáng giờ về muốn chiến là nó thua rồi, về phải cho anh hắn lại này chứ Thành. Sao món thiệt luôn á, ông Tiên ghê thiệt chứ, sai cho nó bắt cấp luôn á. Thì đó, tôi ước gì là một bãi phân bò cho ông Tiên. Hồi chiều cũng quét phân bò rồi em. Đáng trời gì nữa, đưa cho anh mà cũng cắt đi hả? Rồi bây giờ tới con nha. Có nghe nè, thương cô đi. Tay chân tan nát rồi. Em thấy nước dĩa không? Cho em nhìn trước rồi thấy nước. Bây giờ cho ông em chơi trước cho. Phải, nãy giờ là đi hết vòng động vật rồi, bây giờ là thực vật. Động vật kìa. Em thấy động vật con kìa. Rồi chưa? Chưa không? Anh Thành, em thấy động vật rồi đó, anh chơi không? Thằng em nghĩ chưa? Thằng em đang rất mạnh mẽ, anh tin em. Em thấy động vật rồi đó. Ê, bây giờ anh nghe, nghe tin anh không? Tin anh không? Em chơi trước, anh về chồng em, tại vì nãy giờ chồng động vật không à? Vô. Ủa sao không đổi được lượt hả mọi người? Ê, cái gì khè vậy? Ê, khè. Ê, con này em lắm anh Thành. Con này anh Thành lắm. Thật em. Nhưng mà phải thật nhanh nha. Nói thẳng là nhúng lẩu á. Nhúng lẩu? Chỉ anh làm được đó rồi chứ không làm. Con này ăn sống nhúng lẩu á. Vô nè, tay không sao nè. Nhưng mà nó nằm lẩu còn hai con cá. Ê, mau mau. Động vật mà thấy mùi tanh là nó sẽ tấn công đó nha. Bây giờ cô đi. Anh Thành tới đi không? Con này không cao. Cái này cũng máu rồi. Anh mất máu cho mặt không được. Ba, hai, một. Nhanh lên. Cái con này nó không bao giờ cắn luôn. Con gì vậy? Nhanh lên. Con cá. Không phải luôn. Hải sản anh ơi, nhanh lên hải sản. Con mực. Thôi anh tự đụng đi, bé bé đừng 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 có đụng với tay anh Thành nữa. Nó đâu cho cái hộp. Đụng nó rồi, Không phải. Con mặt tuột. Anh hiểu cái cảm giác mà thời ta vô có bị cái tay chọc không? Má má anh, thì chóng mặt rồi đó ơi. Anh ơi, anh đạt chồng. Anh nói thiệt luôn. Ê. À mặt tuột, à được. Em thì dám đụng đó. Đó. Tại nó không có tấn công, nó không cắn người. Thì nãy nó không có tấn công, nó không chịu báo. Thôi nè, trả nè. Ủa bên đội này là bên thế giới động vật hay là gì? Ủa sao giờ chứng được con sống được hay vậy ta? Lần đầu tiên cho mọi người thấy tôi không phải là con gì cũng sợ, tôi không yếu đuối như vậy. Em xè về đi, nó dễ hơn. Không anh, xè về nó còn... Tôi không yếu đuối gì đâu nha, để chứng tỏ cho em thấy là anh phải trả luôn. Cầm dây nè, cầm nó, anh phải cầm nhớ. Sao nó không cầm em cầm nó. Không có gì hết á, bình thường không mấy đứa. Vậy sao nãy không chịu? Anh, em, cái tâm lý bịt mắt khác chứ chịu mở mắt nha. Nè, cái xe cái gì đó nó chủ động nè. Đó. Không phải con gì tôi cũng sợ, tè nha. Không phải con gì tôi cũng sợ đâu. Tụi em bản lĩnh lên. Đừng có cái gì cũng sợ, con vật thôi mà. Nè, xong tay bắt lại nè. Nè.
sau màn bóc phốt đón đồ vật gồm có bóc phốt và trong đó có máu, nước mắt, dị can đảm, xe cả mặt mày, dữ liệu mạng. Thì bên đội của ma cũ đã chiến thắng một cách thuyết phục.